Xin chào mọi người, chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Hôm nay thì mình sẽ quay một video cho mọi người cùng xem khung cảnh trong thành phố Dublin, xem không khí Giáng sinh ở đây như thế nào nhé. Let's go! Đây chính là khung cảnh của phố đi bộ trong trung tâm thành phố, nơi mà tất cả những khu trung tâm thương mại thì hội tụ ở đây, và những tín đồ mua sắm thì không thể bỏ qua khu này được. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không nói nhiều mà chủ yếu tập trung vào chuyên môn là quay video cho mọi người cùng xem. Sau một hồi đi lòng vòng thì bây giờ mình đã tìm được món đồ mà mình cần tìm. Bây giờ thì mình sẽ đi sang một khu trung tâm mua sắm khác. Để đi sang khu trung tâm mua sắm đó thì mình phải đi qua chiếc cầu này đây. Mà đây chính là chiếc cầu mà mình rất là thích. Bởi vì là đứng trên đây thì bạn có thể nhìn thấy toàn khung cảnh của thành phố, nhìn rất là đẹp đúng không? Bây giờ mình đang đi qua một khu phố mà được rất là nhiều khách du lịch yêu thích, bởi vì mỗi một mùa du lịch đến thì khu phố này rất là đông vui và nhộn nhịp. Nhưng mà bởi vì là dịch Covid ấy, chính vì vậy là rất là nhiều cửa hàng và nhà hàng, quán cà phê họ phải đóng cửa. Chính vì vậy là ở đây thì trở nên rất là vắng vẻ. Như mọi người thấy, bình thường ở khu bên phải mình kia thì họ có rất là nhiều quán cà phê ngoài trời, nhưng bây giờ thì hoàn toàn đã phải đóng cửa lâu lắm rồi, mình cũng không đi ra khu này. Như các bạn thấy đấy, ở đây thì mọi người chủ yếu là đi bộ rất là nhiều. Như mình cũng vậy, ví dụ như mà mình
có ý định đi mua sắm hoặc đi shopping ở trong trung tâm thành phố như thế này thì mình sẽ chọn một bãi đỗ xe với giá cả hợp lý và sau đó mình sẽ đi bộ xung quanh để tiện thể mà mình có thể ghé vào các cửa hàng hoặc là các shop mà mình muốn vào. Bởi vì nếu như bạn lái xe xung quanh thành phố thì bạn sẽ phải trả rất là nhiều tiền ở các bãi đỗ xe khác nhau, chính vì vậy là rất là tốn kém. Để tiết kiệm hơn thì bạn nên chọn một cái bãi đỗ xe với giá cả hợp lý. Vâng, đây chính là điểm đến cuối cùng trong ngày hôm nay của mình. Khu trung tâm mua sắm này thì có tên là Seven's Win. Khu trung tâm mua sắm này được mở cửa từ những năm 1988 cho đến nay. Có một điều mà mình rất là thích ở khu trung tâm mua sắm này, đó chính là cách mà họ thiết kế và bày trí khu trung tâm mua sắm. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người cùng xem. Như các bạn thấy đây thì phong cách họ thiết kế ở đây vừa mang hơi hướng rất là cổ điển mà lại còn sang trọng. Chính vì vậy nếu như bạn đến đây du lịch thì đừng bỏ qua khu trung tâm mua sắm này nhé. Sau một ngày đi mua sắm thì bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi và đã đến lúc mình phải về nhà. Như mọi người cũng biết thì vào thời tiết mùa đông ở Ireland, mặt trời sẽ lặn vào khoảng 4 giờ 30. Chỉ một chút nữa thôi thì trời sẽ tối hẳn, mình sẽ quay cho mọi người xem khung cảnh buổi tối ở Dublin như thế nào nhé.
Bây giờ thì mình xin phép dừng video của ngày hôm nay tại đây. Hy vọng mọi người thích video này của mình. Nếu thích thì xin cho mình một like, nhấn subscribe và ấn vào cái chuông phía dưới để